những dự định hay nếu được trợ giúp đúng lúc. Những giá trị nếu biết cách nâng tầm từ hôm nay thì niềm tin sẽ tỏa sáng tới mai sau. Habu Bank, giá trị tích lũy niềm tin. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày để có được những thông tin chi tiết giúp chúng ta chủ động hơn trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. Các tỉnh thành phố chính của miền Bắc ngày hôm nay đều xuất hiện mưa là vì hiện nay Bắc Bộ đang chịu sự chi phối của hai hình thế thời tiết, đó là không khí lạnh ở phía Đông Bắc Bộ và hội tụ gió trên cao ở phía Tây Bắc Bộ. Hai thành phố Đông Bắc Bộ là Hải Phòng và Hà Nội thì mưa còn tiếp tục sang cả ngày 30 tháng 4. Tại Hải Phòng thì mưa còn kèm theo dông và do tác động của không khí lạnh thì cũng khiến cho nhiệt độ tại hai thành phố này giảm xuống. Hà Nội là 27 độ và Hải Phòng là 25 độ, như vậy là thời tiết tại thành phố biển sẽ hơi se lạnh. Thành phố Tây Bắc Điện Biên do hội tụ gió trên cao gây mưa kèm theo dông cho thành phố này vào ngày mai, nhiệt độ cũng ở mức dễ chịu khoảng 29 độ. Đến ngày 1 tháng 5 khi không khí lạnh lẫn hội tụ gió trên cao cùng suy yếu đi thì mưa tại các thành phố này sẽ tạnh, trời chuyển về nhiều mây và không mưa, duy trì sang cả ngày 2 tháng 5, chỉ duy nhất Điện Biên là trời nắng lên, nhiệt độ tại đây theo đó cũng tăng lên đôi chút, Điện Biên là 31-32 độ, Hải Phòng từ 27 đến 28 độ và Hà Nội từ 29 đến 30 độ, thời tiết sẽ rất đẹp. Từ ngoài biển, những đám mây đối lưu dày đặc cũng theo gió đông lan dần vào đất liền các tỉnh miền Trung, gây mưa rào và dông rải rác cho các thành phố thuộc khu vực này. Như tại cả Vinh, Huế và Đà Nẵng trong 3 ngày tới đều thấy xuất hiện biểu tượng mưa, thi thoảng thì còn có dông xuất hiện. Nhờ vậy mà nhiệt độ tại các tỉnh thành phố này cũng rất dễ chịu. Tại Vinh ngày mai chỉ là 28 độ, đến 2 ngày sau đó sẽ tăng nhẹ lên 29-30 độ. Cao nhất trong cả 3 thành phố này vào ngày 2 tháng 5 tại Đà Nẵng thì cũng chỉ là 31 độ. Với nền nhiệt độ này thì chắc hẳn là sẽ làm cho những ngày nghỉ lễ của người dân Trung Bộ trở nên thú vị hơn. Còn tại các tỉnh thành phố phía Nam, rãnh thấp xích đạo vẫn còn hoạt động mạnh và tiếp tục đưa mây đối lưu vào đất liền gây mưa cho hầu khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực này. Như với Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, ngày mai đều thấy xuất hiện biểu tượng mưa và kèm theo dông. Tuy nhiên thì mưa sẽ không liên tục nên sang ngày 1 tháng 5 thì cả 3 thành phố này trời chuyển về nhiều mây và không mưa, để rồi đến ngày 2 tháng 5 thì mưa lại xuất hiện ở cả 3 thành phố này. Nhờ có mưa nên khu vực này đã bớt oi bức hơn, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì là 35 độ trong suốt cả 3 ngày, tại Cần Thơ là từ 33 đến 34 độ, còn Đà Lạt luôn dễ chịu ở mức 24 đến 25 độ. Thông tin về thời tiết tại cao nguyên Đà Lạt đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui và thật ý nghĩa. Những dự định hay nếu được trợ giúp đúng lúc. Những giá trị nếu biết cách nâng tầm từ hôm nay thì niềm tin sẽ tỏa sáng tới mai sau. Habu Bank, giá trị tích lũy niềm tin. Thứ năm tuần này, Tổng thống Nga Putin đọc thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ 2. Điều này đã dẹp tan những đồn thổi trước đó về việc ông Putin sẽ sửa đổi hiến pháp để có thể tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba. Trong thông điệp liên bang lần này có hai vấn đề đáng quan tâm. Thứ nhất, Tổng thống Nga Putin khẳng định kinh tế nước Nga đang phát triển vững chắc, từ một con nợ lớn, nay Nga đã đứng vào hàng ngũ 10 nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Thứ hai, nước Nga đang đứng trước mối đe dọa to lớn từ những thế lực bên ngoài, đó là việc các căn cứ quân sự của NATO đã tiến sát biên giới nước Nga, kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ tại Ba Lan và Cộng hòa Séc. Đó là việc các nguồn tiền nước ngoài đang được đổ vào Nga để hậu thuẫn cho những lực lượng chống đối chính phủ, mà các cuộc biểu tình để phản đối việc dẫn độ Berezovsky, một đối tượng bị Nga truy nã đang tị nạn tại Anh về nước, là ví dụ mới nhất. Thông điệp liên bang lần